Anh em có nhu cầu mua League CF giá rẻ uy tín, hãy đến với shop leaguerẻ24h.com. Alo. À vâng, xin chào tất cả anh em nhá. Xin chào mừng anh em đã cùng quay trở lại với clip ngày hôm nay. Thì hôm qua ốm hai hôm này không động một game rồi anh em ạ. Thì thằng giáp điện nó bảo anh đỡ chưa vào trên tay, ok. Ở trên tay trận đơn nha anh em nhá. Nếu như mà xíu nữa mà cảm giác nó bớt mệt một xíu thì mình sẽ livestream nói chuyện với anh em cho nó vui. Mà thực sự cũng khá là mệt anh em ạ. Ủa, họ lại bắn ghê nhờ. Phòng này có vẻ bắn ghê đấy. Ôi giời ơi. Âm mạng rồi anh em ạ. Bọn này bắn ghê quá. Trời ơi, tôi vừa mới ốm dậy đấy câu ạ. Gọi là chưa đỡ tí nào đâu. Đang rất là mệt. Quá bình thường. Ôi, khả năng toang rồi. Khả năng toang trận này rồi. Bọn này đều bắn nhau rồi. Bọn này bắn ghê quá. Hôm qua mình bị đau đầu với lại nó hơi bị khản tiếng ấy. Hơi bị đau họng một xíu. Thế là người nó mệt mệt nữa, đau nhức bắp thịt. Ôi, tôi còn tưởng là tôi bị dính Covid cơ. Về sau không phải, về sau hôm nay là thấy nó đỡ mà kiểu cái gáy của mình nó bị đau ấy. Thế là mới biết là hình như là mình kiểu mình gối đầu, anh em đã bị cái trường hợp mà gối đầu và lệch gối không? Nó vẹo cổ, cái cổ nó đau không? Đó. Trời ơi. Mình cứ tưởng là mình bị dính Covid cơ, mình bỏ quái, mình ở nhà 24/24 có tiếp xúc với ai đâu mà dính Covid được. Sợ thật. Ôi cái nó làm nó hơi bị gạo cổ xíu đau. Hôm nay nó vẫn hơi đau đau anh em ạ. Nhưng mà thôi cố gắng, nếu mà tí nó like được thì mình sẽ like cho anh em coi. Tập trung bắn trận đấu rồi đã. Phòng ngoài bắn toàn cao thủ không anh em ạ. Toàn anh tài phòng ngoài thôi. Mình với giáp hai anh em vào trên tay nhầm phòng rồi. Đó, trời ơi multikin. Hay chưa? Tôi lên top rồi. Mới đầu vào thấy mấy ông ấy bắn ghê quá. Hay đấy nhở. Phòng này nhiều cao thủ quá. Quá bình thường. Cũng tạm được. Vẫn cố bắn là sao mà cho nó bay bay xíu. Ủa, tôi lên để đá à? Đá sao mà nó nhanh nhỉ? Vừa thấy nó slap cái thằng ở hẻm B xong. Quay ra nó đã làm bột phát của mình. Sợ thật. Khiếp quá. Mấy ông bắn thế thì ai chơi lại. Quá bình thường. Cũng tạm được. Thanh lên LC này, mấy thanh lên AS, cả hai anh lên này bắn ghê nhờ. Top 2, top 3, top 4, mấy hôm này bắn ghê đấy. Ôi, cái gì đấy? Trời ạ. Mới có hai hôm không động con chuột thôi mà cảm giác bắn nó cứ bị nhíu nhíu. Đéo hiểu bị sao luôn. Bắn 3, 4 viên không chết này, chết dở rồi. Đấy, trúng rồi đấy. Anh điên HG này, cường DZ này bắn cũng được này. Khổ cái là mới vào tràn thôi. Mà anh em bắn thế này thì làm sao mà tôi bắn được. Anh em có thể bắn từ từ được không? À, thằng này nó đá thật. Đá đéo gì vậy? Đá thật bảo sao quả và lấy bình vị nó bắn chết mày bảo sao nó bắn nhanh thế. Ồ, lấy top của mình luôn rồi. Đá vãi trưởng thật. Tập trung nha, tập trung nha. Tôi solo với thằng đá, sao thằng đá là bắn hay đấy. Tôi còn tưởng nó delay cơ.
Lúc bị bắn ở nước B hóa ra là ông thần đá. Hay rồi, gặp cao nhân đây rồi. Làn Osta GM à? Mấy ông thần GM à? GM mà bắn ghê vậy. Hay quá nhá, đá hay đấy. Quả này trận này căng này anh em này. Đéo chết thằng trong cầu. Quá bình thường. Đây mà giáp ơi. Giáp đi đâu ấy em? Đá với chúng tôi, đá với chúng tôi. Quá bình thường. Được chưa? Uy tín chưa? Cầm tốt ngay. Trời ơi, thằng này nó kê không, tôi ăn cả cái thằng cuối B rồi. Đá đi bạn ơi, đá đi. Đá mạnh lên. Quá bình thường. Cũng tạm được. Đấy, đá được đấy. Đuổi mình rất gắt. Vẫn đang 53 kin, mình 56 kin, hắn 53 kin. Ghê phết nhỉ. Cũng tạm được. Nó kêu yếu. Quá hư cấu. Ôi trời ơi, trúng 2 viên liền. 87 máu. Để tôi làm quả multikin nữa xem nào. Kiếm quả multikin nữa cho thằng đá là nó hết leo luôn. Bây giờ tôi mà kiếm quả multikin nó dài dài xem. Tôi nghĩ là thằng đá kia còn khả năng là ngộp không bắn được anh em ạ. Cống. Cầu B đống nhở. Ủa chết hết rồi. Ôi trời ơi, trước khi làm xuống vẫn níu được thằng. Rồi ông đá kia ông thua tôi 10 kin rồi. Hay đấy bạn ơi. Rộm nhiệt quá khác nhở. Chém dao cái gì vậy, chém dao. Ôi kệ, cho nó đá, cho nó đá. Đua tốt với thằng đá sao nó không phải kích nó làm gì cả. Bắn cho lần sau hết đá luôn. Thằng ấy nó đá mà nó đá 3 viên mình mới delay 1 viên. Sợ thật. Quá, tí này nó chuồn xuống nước B. Vẫn làm được thằng. Ôi giời ơi, hụt mất thằng kia kìa. Phí quá, phí quá. Hay à. Trời ơi, tôi làm hết. Được không anh em? Úi xời. Rồi tôi 9x rồi anh em ạ. Thằng đá kia nó đang 7x cơ. Vừa đấy thấy đá giật tốt của tôi đó. Làm tôi hoang mang quá. Nó đang 74 kin. Nó kém mình 20 kin nữa cơ anh em ạ. Bình tệ. Ôi ôi, thành liên thoát rồi. Thành liên thoát luôn rồi. Ôi, tôi tưởng cao nhân đá ở phương Lào. Đấy, cái kiểu mà bắn mà được top cái là các ông ấy bắn kinh lắm. Mà các ông ấy không được top cái là các ông ấy cảm giác không đua được à. Các ông ấy thoát luôn à. Như thế là không fair play. Trời ơi. Ê, cái thằng kia hồi sinh nó che cho chứ không thì quả thằng kia chết rồi. Bắn vào cái thằng hồi sinh đỏ. Trăm kên rồi các bạn. Nào, bướng đi, đá đi. Cũng tạm được.
đâu ấy. Có vẻ như là mấy cái bạn lại bị cống hết rồi sao anh em ạ? Lúc đầu vào trận, ôi cảm giác ông LG này, ông top 2 kìa, ông top 4 kìa. Mà lại cái ông đá nữa, mấy ông ấy bắn ghê vãi cả trưởng ạ. Chưa gì đã mười mấy kim rồi mà tôi mới được có 2 mạng. Tôi tưởng là bạn này tôi bị ngộp luôn. Đấy, bạn Cường DZ này này, bắn cũng được này. Ác ôn lông thôn quá. Ôi trời ơi, không gian tâm. Phí quá, phí quá. Hello. Trời ơi, chạm 15 kin rồi. Trận này 12x chắc luôn. Ôi trời ơi, chạy xuống nước mà vẫn dí được bắn mình ạ. Giỏi thế nhờ. Ôi trời, hụt. Chết xàm quá. Đang bắn thằng cuối B, thằng ở cầu lao ra nhưng mà nó lại chết luôn. Làm mất tập trung quá. Bắn hốt cái thằng cuối B. Quá bình thường. Cũng tạm được. Trúng rồi đấy, trúng rồi đấy. Được chưa? Ổn áp chưa? Áo vãi chữ. Rồi, ra đây. Lúp vào mày. Hay quá, 127 kia các bạn. Ok, con clip của mình cũng xin kết thúc tại đây rồi nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những clip sau. Bye bye.